Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và sản phẩm bất động sản lần này em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm. Đó là thuộc xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có mặt tiền sông Vàm Cỏ Tây nha tất cả anh chị. Thì tổng diện tích là 2.041 m². Thì trong đó có 428 m² là đất thổ nha tất cả anh chị, là đất ở. Còn lại là 1.613 m² là đất cây lâu năm nha tất cả anh chị. Thì lô đất này có mặt tiền sông Vàm Cỏ Tây là tầm khoảng 35 m nha tất cả anh chị. Chạy dài vô, một cạnh chạy dài vô là 58 m, một cạnh mé bên tay phải là 46 m, còn cạnh bên tay trái là 58 m nha tất cả anh chị. Phía sau lô đất thì ngang là khoảng 40 m nha. Để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư xem rõ cái hình dạng lô đất như thế nào nha tất cả anh chị. Thì hiện tại trên lô đất đây là một cái bãi đá nhỏ nha tất cả anh chị. Đất thì đã cao ráo đổ mặt bằng rồi, thì các anh chị có thổ rồi nên các anh chị về mua về xây cất nhà là ok luôn nha. Thì tổng diện tích là 2.041 m², trong đó có 428 m² là đất ở tại nông thôn hay là đất thổ nha. Còn lại là 1.613 m² là đất cây lâu năm nha tất cả anh chị. Thì đất tọa lạc tại xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Thì cách lộ DT833 nếu mà theo đường chim bay tầm khoảng 450 m nha. Còn mà các anh chị đi đúng đường cũng khoảng 600-650 m. Cách quốc lộ N2 tầm khoảng 7 km nha tất cả anh chị. Cách dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An. Nếu mà từ dòng xây tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An chạy về thì tầm cũng khoảng 23 km nha tất cả anh chị. Đó là đối với các anh chị khu vực Tân An nha. Còn cách khu công nghiệp Việt Phát 1.800 m tầm khoảng 16 km nha. Cách thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chạng chạng cỡ 38 km nha tất cả anh chị. Còn đối với các anh chị khu vực Sài Gòn mà giáp ranh thị trấn Đức Hòa, nếu mà các anh chị chạy về tới đất cũng chạng chạng cỡ 45-47 km thôi nha. Đi cũng rất là gần nha các anh chị. Còn đối với các anh chị khu vực mà cánh Nguyễn Văn Linh thì các anh chị dòng xuống nó xa hơn, thì có rất là nhiều hướng đi. Nếu mà các anh chị, đối với các anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh thì các anh chị có thể đi theo quốc lộ 1A nha. 1A về tới qua cầu Bến Lức, qua cầu Bến Lức tầm khoảng 3-4 cây thì các anh chị quẹo phải vào lộ DT818 nha, ra ngay chỗ khu Nhà Yến á. Thì từ ngay khu Nhà Yến thì các anh chị chạy về tầm khoảng 16 km nữa nha tất cả anh chị. Hoặc là các anh chị có thể đi quốc lộ 1A về tới thành phố Tân An, tới dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An thì các anh chị chạy khoảng 23-24 km gì nữa là tới đất nha. Còn các anh chị thành phố Tân An thì các anh chị cứ đi theo DT833 nha tất cả anh chị. Tại vì con sông Vàm Cỏ này nó có hai con đường nha. Thì một mặt đường bên kia là quốc lộ 62, mặt đường bên đây ngược lại bên đây là DT833 nha tất cả anh chị. Con sông Vàm Cỏ thì quốc lộ 62 và DT833 là hai con lộ nó song song với nhau nha. Trên màn hình tất cả anh chị, đây là con sông Vàm Cỏ nha. Con sông này cực kỳ lớn nha, cực kỳ khủng luôn, nên rất thích hợp các anh chị về có thể làm bãi cắt đá hoặc là các anh chị làm khu nhà yến để ở cũng ok. Thì em quay lên màn hình cho tất cả anh chị nhìn mấy con chim nhỏ nhỏ này là mấy con chim yến nè,
rất là nhiều luôn, rất thích hợp cho các anh chị xây nhà yến hoặc là các anh chị xây nhà vườn, nhà biệt thự ven sông là ok luôn nha các anh chị. Em xin nhắc lại nha các anh chị, lô đất này thuộc xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tổng diện tích là 2.041 m², thì trong đó có 428 m² là đất ở tại nông thôn, còn lại là 1.613 m² là đất cây lâu năm nha. Thì đất này tiếp giáp sông Dầm Cỏ Tây nha, có mặt sông Dầm Cỏ Tây, ngang là khoảng 35 m, chạy dài vô một cạnh bên trái là 58 m, một cạnh bên phải là khoảng 46 m, phía sau lô đất là khoảng 40 m nha. Cặp ranh xung quanh thì có nhà ở, dân cư cũng cực kỳ đông đúc nha, cũng rất là thuận tiện cho các anh chị về xây các nhà nè, nhà biệt thự ven sông hay là nhà vườn, hoặc là các chị xây nhà yến hay là bãi cắt đá vân vân nha các chị. Thì xe hơi, xe du lịch 16 chỗ là có thể vô đất được nha. Xe tải 3,5 tấn rồi đó, răng ráng rồi cũng vô ok nha các chị. Những lô đất mà tầm khoảng 2.000 m² như thế này mà có thổ nè, mà ven sông vòng cỏ thì cực kỳ hiểm nha. Rồi em sẽ không để cho các anh chị các nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha các anh chị. Thì tổng diện tích là 2.041 m², trong đó có 428 m² là đất ở tại nông thôn hay là gọi là đất thổ nha, còn lại 1.613 m² là đất cây lâu năm, và giá bán chính chủ là 2.2 tỷ nha các anh chị. Giá bán chính chủ là 2.2 tỷ, em báo cho chính xác luôn nha, để cho các anh chị xuống xem đất và các anh chị sẽ gặp được chính chủ nha. Giữa sản phẩm bất động sản bên em là các anh chị sẽ gặp được chính chủ hết nha các anh chị, ai đứng tên đất là các anh chị sẽ gặp được ngay người đó. Lô đất này rất là thích hợp cho các anh chị để mua xây cất nhà vườn, làm biệt thự ven sông, hoặc là các anh chị có thể xây nhà yến hay là bãi cắt đá, thì tùy theo cái nhu cầu của các anh chị, tùy theo cái mục đích sử dụng của các anh chị mà các anh chị mua sở hữu nha. Em xin nhắc lại nha, từ ngay chỗ vị trí lô đất thì cách lộ DT833, nếu mà đi theo đường chim bay, theo đường thẳng thì tầm khoảng 450 m thôi, còn nếu các anh chị đi đúng đường á, theo lộ xe hơi thì tầm khoảng 650 m, còn cách quốc lộ N2 khoảng 7 km nha tất cả chị. Cách dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An khoảng 23-25 km, cách khu công nghiệp Việt Phát 1.800 ha khoảng 16 km nha, cách thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khoảng 38-39 km. Còn đối với các anh chị khu vực Sài Gòn mà giáp ranh thị trấn Đức Hòa về tới đất cũng chẳng chạng cỡ 47-48 km nha. Còn đối với các anh chị khu vực Nguyễn Linh á, em nói rồi, thì các anh chị có thể đi theo hai đường thì nó dòng xa hơn, thì các anh chị có thể đi theo quốc lộ A qua cầu Bến Lức nè, mình về lộ DT818 nha, ra ngay chỗ khu nhà yến, khu công nghiệp Việt Phát á. Hoặc là các anh chị có thể đi theo quốc lộ 1A về tới dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An là ok luôn nha tất các anh chị. Rồi trên màn hình tất các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Cặp bên hông là có nhà luôn nha, phía sau cũng có nhà luôn nha tất các anh chị, với mặt tiền sông vòng cỏ, ngang là 35 m, tầm 35 m nha. Phía bên cạnh bên trái là 58 m nha tất các anh chị, một cạnh bên phải là khoảng 46 m, phía sau lô đất là khoảng 40 m nha. Thì tổng diện tích là 2.041 m² nha tất các anh chị. Trong đó có 428 m² là đất ở. Diện tích đất ở như thế này thì rất là rộng rãi, là các anh chị các cái nhà 400 m² thì ở dư sức nha, làm biệt thự ven sông hay là xây các nhà vườn hay là làm khu làm xây nhà yến đâu đó thì rất là thích hợp luôn nha. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái sổ lô đất nha, có 1.613 m², đất cây lâu năm nha các anh chị, đất cây lâu năm khác. Thì còn lại là 428 m² là đất thổ nha, và giá bán chính chủ là 2.2 tỷ nha các anh chị, rất là dễ mua luôn. Giờ mà các anh chị tìm những cái sản phẩm bất động sản mà ven sông vàm cỏ tây mà với diện tích tầm 2.000 m² mà giá như thế này cũng gọi là tương đối im nha các anh chị, mà xe hơi tới đất nữa rất là hiếm luôn nha. Thì đây là trên màn hình các anh chị, đây là sổ đất thổ nha, có 428 m² là đất thổ nha, ONT là đất thổ nha các anh chị. Rồi đây là cái bản vẽ của lô đất nha,
Thì lô đất này nó sẽ có hai sổ nha các anh chị, một sổ là sổ cây lâu năm, một sổ là đất thổ nha. Để cho vì lý do là hai cái mục đích sử dụng khác nhau nên sẽ có hai sổ nha các anh chị. Đất thổ thì nó tiếp giáp với sông Dòng Cỏ nha các anh chị. Và lô đất này nó sẽ có hai mặt tiền nha. Một mặt tiền là hướng nam, hướng nam đây là cái hướng của sông Dòng Cỏ nha các anh chị, có nghĩa là mặt tiền 35m. Còn một hướng nữa là hướng đông là quay về hướng mặt trời mọc, là cái cạnh đó là khoảng 46m á. Thì tùy theo cái hướng của các anh chị có thể xây cắt quay nhà về hướng sông Dòng Cỏ, hoặc là các anh chị có thể quay về hướng mặt trời mọc là hướng đông nha. Nên nó có hai hướng, tùy theo cái hướng của anh chị phù hợp với mình thì mình sẽ xây cắt cho nó thích hợp nha các anh chị. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái vị trí lô đất nha. Các anh chị nhìn rất là rõ là đó là vị trí lô đất, phía ngoài là sông Dòng Cỏ Tây nha. Sản phẩm như thế này nó rất là hot nha các anh chị, rất im luôn. Nên các anh chị nào mà cảm thấy sản phẩm này phù hợp với mình á, ưng ý thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Và em sẽ tư vấn cho các anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nào, phù hợp vào hướng, phù hợp vào cái nhu cầu của các anh chị luôn nha. Và bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì các anh chị cứ liên hệ qua bên em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như là đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha tất cả anh chị, trước video đều có mã số hết. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất cả anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh. Thì đăng ký là toàn bộ là miễn phí hết nha tất cả anh chị. Sẵn các anh chị bấm luôn cái nút chuông thông báo nha, để em ra những video mới nhất thì các anh chị sẽ là người xem đầu tiên nha, để mình sở hữu những sản phẩm bất động sản đẹp và VIP nha tất cả anh chị. Và em xin chúc cho tất cả anh chị các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là tốt, thật là đẹp, thật VIP và giá tốt nhất thị trường nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều.